Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ 6 ngày 1 tháng 3 của Yêu Bóng Đá 5G. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Chính thức, Paul Pogba bị cấm thi đấu 4 năm. Cựu tiền vệ của Manchester United, Paul Pogba đã bị cấm thi đấu bóng đá 4 năm sau khi thất bại trong cuộc kiểm tra doping vào tháng 8 năm ngoái. Cầu thủ 30 tuổi này đã xét nghiệm dương tính với testosterone sau trận đấu đầu tiên của Juventus trong mùa giải với Udinese và đã bị văn phòng công tố chống doping ở Ý đưa ra hình phạt nặng nề vào thứ Năm, theo báo cáo của La Repubblica. Các luật sư của Pogba đã từ chối một thỏa thuận nhận tội và hy vọng thân chủ của họ sẽ nhận được một bản án nhẹ hơn sau khi tuyên bố rằng anh ta đã vô tình ăn phải chất gây ra kết quả xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, công tố viên không tin vào lời bào chữa của Pogba và hiện anh đã bị cấm thi đấu với án phạt 4 năm. Đây có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của ngôi sao lắm tài nhiều tật này. Pogba sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng tới, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể trở lại sân cỏ cho đến khi gần 35 tuổi. Hợp đồng của Pogba với câu lạc bộ chủ quản hiện tại Juventus sẽ có thời hạn đến hè năm 2026 và bây giờ với án phạt này anh chắc chắn sẽ không bao giờ chơi cho bà đầm già thành Turin được nữa, cho đến khi thỏa thuận của hai bên đáo hạn. Lần trở lại thứ hai của Pogba với câu lạc bộ được người hâm mộ bóng đá gọi là một thảm họa. Cầu thủ người Pháp đã cùng đội tuyển quốc gia vô địch World Cup vào năm 2018, trở lại Turin vào năm 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man United. Mùa giải đầu tiên anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương trước khi bị trao giò. Sự nghiệp quốc tế của Pogba bây giờ dường như đã kết thúc. Pogba đã có 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, lần gần nhất vào năm 2022 và ghi được tổng cộng 11 bàn thắng. Messi bị mỉa mai tại MLS. Thật trớ trêu khi MLS đang được gắn mác Messi League Soccer. Siêu sao số 10 của Inter Miami bị chế nhạo vì cần một thẻ đỏ của đối phương để tạo ra ảnh hưởng tại Inter Miami. Người từng 8 lần giành quả bóng vàng đã ghi bàn cho Heron trong trận ra quân mới nhất với LA Galaxy. Messi đã ghi bàn gỡ hòa đầy kịch tính ở phút 92 trong trận đấu đó. Bàn thắng mang tính quyết định này được thực hiện trước đám đông toàn sao ở California, khi LA Galaxy chỉ còn 10 người vì Marco Delgado bị đuổi khỏi sân. Nhà báo Alvaro Morales của ESPN đã sử dụng những yếu tố đó để chế giễu GOAT của bóng đá thế giới. Morales viết trên Instagram: "Đây rồi, chỉ với chiếc thẻ đỏ của Galaxy và 7 phút bù giờ, Messi mới có thể ghi bàn. Cứ như vậy đi, giải bóng đá Messi, bạn đã được cảnh báo." Mặc dù những lời của Morales được nói ra một cách đùa cợt, nhưng nó đặt ra những câu hỏi được đặt ra ở Mỹ. Có ý kiến cho rằng MLS đang quá chú trọng đến sự hiện diện của Messi ở Inter Miami, trong khi đó bỏ qua các đội và cầu thủ khác. Chính thức hoãn trận đấu Arsenal và Chelsea. Sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Sheffield United ở vòng 27 ngoại hạng Anh, sau đó trở về sân nhà tiếp Brentford ở vòng 28. Đội bóng thành London sau đó tiếp Chelsea trên sân nhà trong trận cầu tâm điểm vòng 29. Theo lịch ban đầu, trận đấu của Arsenal-Chelsea diễn ra vào ngày 16 tháng 3 tới. Tuy nhiên, với việc Chelsea vừa đánh bại Leeds United 3-2 ở vòng 5 FA Cup, qua đó giành vé vào vòng tứ kết, thì cuộc đụng độ giữa The Blues và pháo thủ đã bị hoãn lại. Theo trang chủ câu lạc bộ Arsenal, thay vì đối đầu với Arsenal vào ngày 16 tháng 3, Chelsea sẽ tiếp đón Leicester City trên thánh địa Stamford Bridge ở vòng tứ kết FA Cup. Lịch đá bù vẫn chưa được ban tổ chức ngoại hạng Anh đưa ra thông báo chính thức. Như vậy, sau cuộc chạm trán Porto ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 13 tháng 3, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ chống lịch đến tận 31 tháng 3, thời điểm họ phải làm khách trên sân vận động Etihad của Man City. Nguyên nhân là bởi vướng vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Việc trận đấu với Chelsea bị hoãn lại là cơ hội để thầy trò Arteta tích lũy năng lượng trước khi bước vào trận đấu khó khăn với Man City vào cuối tháng 3. Đây cũng là thời điểm để các trụ cột của đội bóng thành London hồi phục chấn thương. Arsenal hiện đang xếp thứ 3 ở ngoại hạng Anh, kém đội bóng thứ 2 Man City 1 điểm và kém đội bóng đầu bảng Liverpool ở khoảng cách 2 điểm. Ten Hag: "Các cầu thủ của tôi muốn đối đầu với Man City." Man United vừa giành chiến thắng xít sao 1-0 trước Nottingham Forest tại vòng 5 FA Cup với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 89 do công của tiền vệ Casemiro. Có lẽ với sự hưng phấn sau khi đánh bại Forest, huấn luyện viên Ten Hag của Quỷ Đỏ đã thể hiện tinh thần lạc quan trước trận derby Manchester diễn ra tại sân Etihad của Man City thuộc khuôn khổ vòng 27 Premier League cuối tuần này. Dù ở trận lượt đi, Man United đã bị đại kình địch đả bại với tỷ số 0-3. "Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Man City. Tôi có thể cảm nhận tinh thần đang lên của các học trò," Ten Hag nói trên Daily Mail. "Chúng tôi đang có phong độ tốt thời gian qua và chúng tôi là United, vì vậy toàn đội rất đoàn kết. Tôi tin đội bóng sẽ có kết quả tích cực trước City và Liverpool sau đó.
dù Man City sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng học trò của tôi muốn đối đầu với họ. Họ có sức mạnh vô song, tuy nhiên vẫn có điểm yếu. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hà Lan cũng khẳng định ngay cả khi Man United để thua trước Man City, cơ hội dự Champions League mùa sau của đội chủ sân Old Trafford vẫn rộng mở. Chúng tôi vẫn còn nhiều trận sau đó để tìm kiếm cơ hội, Ten Hag nói thêm. Chỉ cần toàn đội duy trì sự tập trung ở giai đoạn then chốt, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt thứ hạng cao sau cùng. Đại diện của Hà Lan gặp riêng giám đốc Barca. Báo chí Tây Ban Nha phát hiện người đại diện của Erling Haaland, Rafaela Pimienta, gặp riêng giám đốc thể thao của Barca Deco hôm 28 tháng 2. Cuộc gặp còn có sự góp mặt của cựu hậu vệ Barca Maxwell, người được coi là cánh tay phải của Pimienta. Kênh thông tin Gigantes đã ghi lại cảnh Pimienta và Maxwell đến nhà hàng Sushi 99 tại Barcelona vào 14:40 ngày 28 tháng 2. Khoảng 2 tiếng sau, Deco rời khỏi nhà hàng này. 4 phút sau, đến lượt Pimienta và Maxwell bước ra ngoài. Chưa có thông tin về cuộc nói chuyện giữa đôi bên diễn ra ở một trong những phòng riêng của nhà hàng. Tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Barca đang quan tâm đến tương lai của Hà Lan. Cầu thủ thi đấu rất thành công từ khi chuyển đến Man City vào hè 2022 với giá 62 triệu đô la Mỹ. Đội chủ sân Camp Nou phải thúc đẩy những cuộc chuyển nhượng mang tính bom tấn sau khi kình địch Real gần như chắc chắn đã sở hữu tài năng hàng đầu của bóng đá đương đại là Kylian Mbappe. Vào đầu tháng này, từng có thông tin Hà Lan không hạnh phúc tại Man City và muốn chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu. Với điểm đến tiềm năng là Real, đáp lại, Pep Guardiola tỏ ra khá bình thản. Hà Lan đang hưởng lương 475.000 đô la Mỹ mỗi tuần chưa tính thưởng tại Man City và hợp đồng của anh kéo dài đến năm 2027. Theo báo chí Tây Ban Nha, hợp đồng của Hà Lan có điều khoản phá vỡ trị giá 217 triệu đô la Mỹ mà Real lẫn Barca đều sẵn sàng kích hoạt nếu nhận được cái gật đầu của cầu thủ 23 tuổi. Giá trị của điều khoản này sẽ giảm dần qua mỗi kỳ chuyển nhượng sau năm 2024 cho đến khi hết hạn. Mẹ của Mbappe mua nhà ở Madrid. Theo báo cáo từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, mẹ đẻ của Kylian Mbappe mới đây đã bay chuyến đến Tây Ban Nha và đang gấp rút tìm một ngôi nhà để mua vào lúc này. Báo chí tại xứ đấu bò khẳng định rằng mọi hành động của bà đều được giữ kín, giải thích cho việc ngôi nhà mới sẽ là nơi ở của Kylian Mbappe khi tiền đạo người Pháp chuyển đến thi đấu cho Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tới. Liverpool tích cực đàm phán Alonso. Theo tờ Bild, tờ Cop mới đây đã chính thức cử đại diện của câu lạc bộ đến Đức để đàm phán với ban lãnh đạo Bayer Leverkusen cho thương vụ chiêu mộ huấn luyện viên Xabi Alonso. Được biết, ngoài việc tờ Cop rất muốn có được sự phục vụ của chiến lược gia người Tây Ban Nha, thì Bayern Munich được cho là có quan tâm, nhưng Hùm Xám vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái chính thức nào dành cho Alonso. Bild Sports tin rằng việc nhiệt tình của Liverpool sẽ là lợi thế lớn để đại diện nước Anh có thể sớm ngày đạt được mục tiêu của họ trong thương vụ này. Trên đây là tất tần tật bản tin tổng hợp sáng thứ 6 ngày 1 tháng 3 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá Nam Cô. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng với các anh em nhé. Xin chào và hẹn các anh em sớm gặp lại ở những bản tin tiếp theo.